nè cái. Nhưng mà hạn chế tắt bằng cái này. Thốt cái này coi. Tắt ấn vô nút nào đó rồi bấm Ctrl S. Hạn chế tắt bằng cái này thôi. Ctrl S là Ctrl S. Đó, rồi nó tắt tắt sụp cơ bản. Utility dòng cuối cùng. Utility đó, sụp đám. Thì cái này cũng là sụp đám. Nút này cũng là sụp đám. Thì cái nút chữ bao qua sụp một là đấy, hai là đấy, ba là đấy. Nhưng mà hạn chế tắt bằng cái này nha. Kỹ sư không thích điều này. Nhưng mà giờ nó đeo được không lý, ấn cái này ấn cái này cũng được nha. Nhưng mà máy nó khởi động lên là nửa tiếng hồ. Tại vì nó phải recovery lại những cái file mà anh đang sử dụng này. Và em dặn luôn, không để bất kỳ cái gì có tính chất nước lên cái bàn này. Khổ quá hả? Là... nguyên cứu chỗ này thấy rồi. À, đây nè, em chưa nói. Nước mà nhỏ cái bàn phím này mà hư thì thời gian nó sẽ treo hết hoàn toàn. Cái thời gian order cái máy, cái bàn phím này tương đương với order cái đầu đèn. Nó lâu như nhau. Và tiếp theo nữa, còn một cái nữa là cái gì mà em quên mất ta, tự nhiên nhớ em quên. Trời, quên ngang luôn. Dặn ánh gì mà quên ta. À, còn một cái nữa. IT xuống đây mà muốn kết nối bắt, kết nối máy in hoặc kết nối bất kỳ cái gì vào trong này thì anh không cho. Báo em. Báo em để kết hợp với kỹ sư. Chứ không phải là báo em cho nó ngưng. Báo em để kết hợp với kỹ sư làm. Cái máy này bảo mật nó rất tốt. Anh chỉ cần cắm cái line mạng vào hay là cắm cái line bắt vào mà nó cảm thấy là cái nó nhận cái tường lửa nó nhận diện được là có virus là cái máy nó sẽ đâm, nó sẽ ra cái màn hình xanh. Anh đang anh xài 50 phút tắt, 50 phút tắt liên tục vậy đó. Cái tiếp theo cái bàn phím này anh có thể rờ anh đụng thoải mái. Nó không có cái gì hết. Đó, trừ cái nút sụp đàm. Đó. Thì thành ra nó không có nút Ctrl P là auto print. Nên thành ra có nhiều người á, người ta để cái giấy chỉ định đây nè, người ta đánh cái nó đụng đôi lúc máy xi măng nó đụng nút Ctrl P nó auto print nó in hết phim thì máy này không có, máy này chỉ có là cap lock shift and cap là nó tắt máy vậy thôi chứ không có gì hết. Nhớ vậy nên và em cái nút auto print ở đây nó cũng hủy luôn rồi, đây là nút auto print nó hủy luôn rồi, nó không cho xài, nó sẽ in phim quá trời. Lại nước rửa tay. Nước rửa tay. Gheo. Và khi anh làm, anh sẽ có rối một chỗ ở trên cái bàn phím này là nút cap lock và nút control nó bị ngược nhau nha. Để kêu cái này kêu nhã, kêu sư tử. Anh hiểu. Nút cap lock và nút control nó bị ngược so với cái bàn phím thông thường. Thấy đúng không? Nút control nó lấy nằm đây, cap lock nằm đây, nhưng mà đây control đây, cap lock đây. Lý do? Hãng. Hãng nó là hả? Chiêu à, cho nó hãng nó đặc biệt. Cái máy thằng kêu em làm mà em cứ lộn này qua kêu không, ta làm 8 năm ta cũng lộn nó hướng nhìn mày. Rồi, đi ăn coi. Con này vô nghỉ.